Xin chào các bạn cùng trở lại với khóa HTML và CSS tại F8 Và trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm quen với thằng Browser DevTool Tức là nó là những cái công cụ giúp nhà phát triển phát triển website ở trên trình duyệt các bạn nhé Thì mình đang đứng mình đang đứng ở trình duyệt Chrome Mình có thể bấm chuột phải vào trình duyệt này Và mình chọn vào cái tùy chọn là Inspect Nếu mà các bạn sử dụng tiếng Việt thì nó sẽ nghĩa là kiểm tra phần tử thì phải Đó các bạn bấm vào Các bạn sẽ thấy cái thằng DevTool hiện ra ở đây thì các bạn học về cách sử dụng nó đầu tiên Các bạn bấm vào cái dấu ba chấm ở góc này à, Các bạn có thể di chuyển nó là hiển thị xuống dưới trình duyệt này Đó các bạn thấy không ạ Ngoài ra thì có thể hiển thị sang trái và mở hẳn ra một cửa sổ mới các bạn nhé Đó Thì uh, chúng ta sẽ biết cách để sử dụng nó tùy vào cái trường hợp cụ thể Thì chúng ta sẽ đặt ra cái vị trí để cho dễ sử dụng thôi Thì ở đây là uh, chúng ta sẽ cùng làm quen tới cái điều này ở trong một uh, vài bài học tiếp theo Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với từng những cái tab của nó ở đây nhá. Cái tab đầu tiên là các bạn sẽ nhìn thấy có cái chữ là Elements đây. Thì nó sẽ chứa tất cả những cái phần tử của website của chúng ta ở đây. Được hiểu đơn giản thì nó là những cái ngôn ngữ lập trình, nó là những cái thẻ HTML của chúng ta các bạn nhá. Mình có thể nhìn thấy tất cả trong cái tab Element này. Đây ví dụ như mình bấm vào cái công cụ là select an element đây nhá. Mình có thể select một cái phần tử nào đó, ví dụ như là cái chữ này, cái tiêu đề đây mình bấm vào một cái này. Đó. Thì ở bên cái tab Elements này nó sẽ hiện ra cho chúng ta cái thẻ mà chúng ta vừa click vào bên này và các bạn dòng mắt xuống dưới các bạn sẽ nhìn thấy nó có một cái uh, tab là style thì cái tab này ấy, nó sử dụng để hiển thị ra những cái thuộc tính css của cái đối tượng mà chúng ta vừa click chuột vào đây các bạn nhé thì uh, sau này chúng ta uh, tức là trong khóa học này thì chúng ta sẽ sử dụng uh, tới cái tab elements và cái tab là style này uh, nhiều nhất các bạn nhé uh, tab console này thì chúng ta sẽ sử dụng khi nào mà chúng ta học đến javascript thì chúng ta mới sử dụng nó thôi uh, tab Sort này thì chúng ta uh, sử dụng nó để quản lý để có biết được là cái website của chúng ta đang sử dụng những cái nguồn tài nguyên nào uh, ví dụ như là gì ạ hình ảnh này các bạn thấy không hình ảnh này uh, css này đây mình mở ra này uh, javascript là gì này đó các bạn có thể biết được tất cả những cái uh, file mà các bạn đang sử dụng ở trên cái website của các bạn nhé và ngoài ra ấy, thì các bạn có thể nhìn được những cái website bên ngoài đây thì đây là những cái nguồn tài nguyên mà chúng ta không trực tiếp để ở trên website của chúng ta mà chúng ta đang sử dụng nó từ cái nguồn bên ngoài thì nên là nó cũng liệt kê ra ở bên cái tab source này các bạn nhé tiếp theo thì cái tab network này chúng ta cũng ít sử dụng ở trong khóa học này nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể biết được rằng cái tab bên này ấy, mình refresh lại trang này nó thể hiện được tất cả những cái nguồn tài nguyên ra vào các bạn nhé tức là những cái file mà tải từ trên internet về hoặc là uh, gửi những yêu cầu từ web của chúng ta ra ngoài internet thì nó cũng sẽ đều thể hiện ở trong cái tab network này các bạn nhé thì nhìn qua các bạn sẽ biết được là cái gì ạ cái chi tiết của yêu cầu đó là gì này tên file tải về là gì này Thời gian tải là bao lâu, dung lượng tải là bao lâu, à, dung lượng là bao nhiêu chẳng hạn đó Thì chúng ta có thể quản lý được cái nguồn tài nguyên ra vào của website của chúng ta ở bên cái tab Network này các bạn nhé Ngoài ra thì những cái tab khác này chúng ta cũng chưa cần làm quen nó ở đấy đâu Trong khóa này các bạn chỉ cần quan tâm tới gì ạ cái thằng uh, elements này các bạn nhé và ở đây thì chúng ta khi học về kỹ thuật uh, responsive thì các bạn sẽ còn sử dụng tới cái nút này nữa cái nút toggle device to bar này thì nó giúp các bạn chuyển đổi mô tả tức là mô phỏng những cái device ví dụ như là điện thoại này mình bấm vào nhé đó mình phóng to lên một chút này uh, 75% phần trăm đó thì ở đây là gì ạ mình đang mô phỏng cái con iPhone 6 7 8 đây thì chúng ta có thể nhìn vào cái giao diện mô phỏng này để chúng ta làm sao cốt ra cái giao diện responsive nó thích nghi với cái màn hình đúng không mình đổi sang iPad chẳng hạn này đó iPad đó nó cũng có thể giúp chúng ta làm sao dễ dàng ở trên một máy tính mà chúng ta có thể làm được giao diện cho nhiều device đúng không ok thì uh, video này kết thúc ở đây các bạn nắm được sơ qua về cách sử dụng DevTools thế là được rồi xin chào các bạn